thiện hiện nên biết các thiện nam tử vân vân chủ đại thừa này kéo biết tướng bên này bên kia nên thường nhiếp thọ sáu pháp ba la mật đa như bố thí vân vân nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng do nhân duyên này nên các thiện nam tử vân vân chủ đại thừa này không rơi vào địa vị thanh văn và bậc độc giác mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, vì sao các thiện nam tử vân vân chủ đại thừa có phương tiện thiện xảo nên tu hành sáu pháp ba la mật đa, chẳng rơi vào địa vị thanh văn và bậc độc giác, lại mau chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề Phật dạy, thiện hiện có những thiện nam tử vân vân, chủ đại thừa có phương tiện thiện xảo từ khi mới phát tâm, nên khi tu bố thí không nghĩ như vậy, ta năng thành thí ta đủ sự bố thí, đây là bố thí. Khi tu tịnh giới không nghĩ như vậy, ta năng trì giới, ta đủ tịnh giới, đây là tịnh giới. Khi tu an nhẫn không nghĩ như vậy, ta năng tu nhẫn, ta đủ an nhẫn, đây là an nhẫn. Khi tu tinh tấn không nghĩ như vậy. Ta năng tinh tấn, ta đủ tinh tấn, đây là tinh tấn. Khi tu tịnh lự, không nghĩ như vậy. Ta năng tu định, ta đủ tịnh lự, đây là tịnh lự. Khi tu bát nhã không nghĩ như vậy, ta năng tu tuệ, ta đủ bát nhã, đây là bát nhã. Lại nữa thiện hiện, các thiện nam tử vân vân chủ đại thừa này khi tu bố thí chẳng chấp có bố thí này, chẳng chấp do bố thí này, chẳng chấp bố thí là ngã sở. Nên chẳng sanh buông lung kiêu mạng, khi tu tịnh giới chẳng chấp có tịnh giới này, chẳng chấp do tịnh giới này, chẳng chấp tịnh giới là ngã sở, nên chẳng sanh buông lung kiêu mạn. Khi tu an nhẫn chẳng chấp có an nhẫn này, chẳng chấp do an nhẫn này, chẳng chấp an nhẫn là ngã sở, nên chẳng sanh buông lung kiêu mạn. Khi tu tinh tấn chẳng chấp có tinh tấn này, chẳng chấp do tinh tấn này, chẳng chấp tinh tấn là ngã sở, nên chẳng sanh buông lung kiêu mạn. Khi tu tịnh lượng chẳng chấp có tịnh lự này, chẳng chấp do tịnh lự này, chẳng chấp tịnh lự là ngã sở, nên chẳng sanh buông lung kiêu mạn. Khi tu bát nhã, chẳng chấp có bát nhã này, chẳng chấp do bát nhã này, chẳng chấp bát nhã là ngã sở, nên chẳng sanh buông lung kiêu mạn các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa này không chấp ngã và ngã sở theo sau nên khi tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa đã giảm bớt sanh tử mau được giải thoát các khổ sanh tử vì sao vì trong sáu pháp ba la mật đa như bố thí vân vân không có sự phân biệt như vậy cũng chẳng như kia đã phân biệt. Vì sao? Vì đạt đến bên này bên kia chẳng phải là tướng của sáu pháp ba la mật đa như bố thí vân vân. Thiện hiện nên biết các thiện nam tử vân vân Chủ đại thừa này. Khéo biết tướng bên này bên kia nên nhiếp thọ sáu pháp ba la mật đa như bố thí vân vân. Nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng do nhân duyên này. Các thiện nam tử vân vân Chủ đại thừa này chẳng rơi vào địa vị thanh văn và bậc độc giác. Mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề này thiện hiện như vậy các thiện nam tử vân vân chủ đại thừa nhờ thường nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu và các công đức khác cũng thường hộ trì phương tiện thiện xảo khi tu hành sáu pháp ba la mật đa nên chẳng rơi vào địa vị thanh văn và bậc độc giác mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề hết quyển thứ năm trăm mười một